Có thể là kem chống nắng không làm da của các bạn trắng hơn, trị được đồi mồi. Tuy nhiên, kem chống nắng sẽ ngăn ngừa đồi mồi xuất hiện, cũng như là những cái đốm đồi mồi mà có sẵn ở trên da thì nó sẽ không lan rộng ra. Xin chào tất cả các bạn và rất vui được gặp các bạn trên kênh YouTube của bác sĩ Nguyên. Mình là Nguyên, bác sĩ da liễu. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ nói về một chủ đề mà rất là nhiều chị em phụ nữ ở độ tuổi trung niên quan tâm, đó là về đồi mồi, một rối loạn sắc tố rất là thường gặp ở độ tuổi trung niên và lớn hơn trung niên. Nhưng mà trước khi đến với chủ đề chính thì mình rất là hy vọng các bạn sẽ nhấn vào nút đăng ký kênh để hàng ngày chúng ta được gặp nhau nhiều hơn. Và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút quả chuông để khi mình ra video thì các bạn sẽ là những người nhận được đầu tiên. Khi mà bước sang độ tuổi trung niên thì rất là nhiều chị em của chúng ta gặp phải vấn đề, đó là rối loạn sắc tố ở trên da, chẳng hạn như là nám má, tàn nhang, sạm da, và trong đó có một cái rối loạn sắc tố rất là hay gặp, đó là đồi mồi. Và khi mà các chị gặp những cái vấn đề về rối loạn sắc tố như thế này thì các chị rất là tự ti, bởi vì da của chúng ta không còn đều màu, nó loang lổ, và đặc biệt đó là đồi mồi thì nó rất là đậm. Và cho dù các chị có sử dụng những cái sản phẩm như là cushion hoặc là những cái sản phẩm kem nền để che đi cái khuyết điểm thì cũng không thể nào che hết được cái khuyết điểm, đó là đồi mồi. Vì vậy mà trong video ngày hôm nay thì bác sĩ Nguyên sẽ giúp cho các chị nhận biết là xem da mình có đang bị đồi mồi hay không, và khi mà bị đồi mồi thì chúng ta sẽ xử trí như thế nào, có cách nào để mình dự phòng đồi mồi được tối đa hay không. Phần đầu tiên thì mình sẽ nói về đồi mồi là gì. Khi mà chúng ta hiểu rõ về đồi mồi thì chúng ta cũng dễ dàng xử trí cái tình trạng này một cách hiệu quả hơn. Thì đồi mồi là một tình trạng rối loạn sắc tố thường xảy ra ở độ tuổi trung niên, tầm 40, 50, 60, và càng lớn tuổi thì da của chúng ta càng dễ gặp vấn đề về đồi mồi. Đối với đồi mồi thì có rất là nhiều bạn gọi đó là đốm nâu, và ở trong tiếng Anh nó có tên là solar lentigo, và chữ solar có nghĩa là mặt trời. Khi mà nghe cái tên thì các chị sẽ thấy rằng đồi mồi có liên quan rất là mật thiết đối với ánh sáng mặt trời. Và đối với tình trạng đồi mồi thì nó sẽ có hai nguyên nhân chính gây nên. Nguyên nhân đầu tiên đó là do lão hóa da. Bước sang 40 thì da của chúng ta bắt đầu khô hơn, mỏng hơn, và cái hàng rào bảo vệ da càng lúc càng yếu hơn. Nguyên nhân thứ hai đó là do ánh sáng mặt trời. Những cái tác động của tia UV sẽ làm da của mình tiết ra nhiều melanin hơn và hình thành nên những cái đốm đồi mồi ở trên da. Vậy làm cách nào để chúng ta nhận biết được là da mình đang gặp tình trạng đồi mồi thì thực ra cũng rất là dễ nhận biết. Đồi mồi là những cái giác tăng sắc tố ở trên da, và nó thường có màu nâu, màu xám cho đến màu đen, và nó có kích thước từ 0,5 cho đến 2,5 cm. Nó sẽ thay đổi tùy vào từng người, từng vùng, nhưng mà nó thường xuất hiện ở những cái vùng phơi bày ánh sáng, chẳng hạn như là mặt, bàn tay hoặc là lưng, vai. Đồi mồi thì nó sẽ hoàn toàn vô hại, có nghĩa là nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, tuy nhiên nó lại ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ. Vì vậy, thực tế việc điều trị đồi mồi chẳng qua là chúng ta lấy đi cái đốm đồi mồi để giúp chúng ta tự tin hơn. Còn nếu các bạn không quan tâm về mặt thẩm mỹ thì hoàn toàn có thể không cần thiết phải điều trị đồi mồi. Và rất là nhiều chị chúng ta sẽ không phân biệt được tình trạng đồi mồi, nám, sạm da và tàn nhang, thì bác sĩ Nguyên hứa là trong một cái video khác bác sĩ Nguyên sẽ phân biệt những cái tình trạng này để giúp cho chị em của chúng ta dễ nhận biết hơn. Nhưng mà nhìn chung thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng phân biệt, đó là đồi mồi nó sẽ là những cái đốm sắc tố có giới hạn rất là rõ ràng và nó nổi bật ở trên da. Còn đối với nám thì nó sẽ thành từng mảng lớn hơn và thường xuất hiện ở hai bên vùng gò má, giới hạn không rõ ràng. Còn đối với tình trạng sạm da thì các bạn sẽ thấy là da mình nó sẽ xỉn màu một cái vùng và giới hạn là sẽ không rõ ràng. Còn đối với tàn nhang thì càng dễ phân biệt, đó là những cái đốm nhỏ li ti ở trên da. Và thông thường thì tàn nhang nó sẽ xuất hiện từ sớm, có nghĩa là ở độ tuổi tầm 8 đến 9 tuổi thì các bạn đã thấy là da mình xuất hiện tàn nhang rồi. Hy vọng là bác sĩ Nguyên nói như vậy thì mọi người đã có thể phân biệt được tình trạng đồi mồi. Và mình cũng sẽ để một vài cái hình đồi mồi để các bạn có thể phân biệt nha. Mình sẽ để ở đây nha. Khi mà chúng ta đã biết về bệnh lý đồi mồi, đã biết được chắc chắn là da của chúng ta bị đồi mồi rồi, thì mình sẽ xử lý như thế nào? Thì thật ra đồi mồi nó liên quan rất là mật thiết đến ánh sáng mặt trời, và việc điều trị đồi mồi nó vừa khó khăn, nó vừa tốn kém. Nên phương án để điều trị đồi mồi tốt nhất đó là các bạn hãy dự phòng đồi mồi, đừng để đồi mồi xuất hiện quá nhiều ở trên da thì các bạn mới điều trị. Vậy thì làm cách nào để dự phòng? Cách tốt nhất đó là chúng ta phải bảo vệ da trước ánh sáng mặt trời và chống lại cái quá trình lão hóa. Vậy thì để bảo vệ da trước ánh sáng mặt trời thì mình sẽ có những cái lựa chọn như: đầu tiên đó là chúng ta sẽ đội mũ rồng vành, đeo khẩu trang và mặc những cái áo chống nắng. Tiếp theo là sử dụng những cái sản phẩm kem chống nắng. Có thể là kem chống nắng không làm da của các bạn trắng hơn, trị được đồi mồi. Tuy nhiên, kem chống nắng sẽ ngăn ngừa đồi mồi xuất hiện, cũng như là những cái đốm đồi mồi mà có sẵn ở trên da thì nó sẽ không lan rộng ra. Thứ ba đó là các bạn có thể sử dụng những cái sản phẩm viên uống chống nắng, chống oxy hóa, chứa những cái thành phần như là vitamin C, leucotomod hoặc là glutathione.
Bước 2 để ngăn chặn đồi mồi đó là các bạn hãy bổ sung vào cái thực đơn ăn uống của mình những cái sản phẩm giàu vitamin C, vitamin E, vitamin A, bởi vì đây là những cái chất chống oxy hóa rất là mạnh và có thể giúp cho da của mình trẻ hóa, ngăn chặn được những cái tình trạng về rối loạn sắc tố. Bước thứ 3 để mà ngăn chặn đồi mồi đó là các bạn sử dụng những cái chất chống oxy hóa để bôi lên da, chẳng hạn như là retinol, vitamin C, vitamin E, và tùy vào từng cái tiếp da khác nhau để các bạn lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp. Tất nhiên những cái biện pháp mà bác sĩ Nguyên nêu ra thì nó chỉ là biện pháp ngăn ngừa và nó sẽ làm sáng da một phần. Còn nếu mà các bạn áp dụng những cái cách này để điều trị đồi mồi thì thông thường các bạn sẽ không thấy được kết quả. Vậy thì để mà điều trị đồi mồi thì chúng ta sẽ có những cái cách như thế nào? Bác sĩ Nguyên cũng sẽ tiết lộ luôn cho các bạn là những cái phương pháp mà các bạn điều trị đồi mồi bằng việc sử dụng những cái sản phẩm thoa thì nó sẽ có kết quả rất là thấp. Và để điều trị đồi mồi thì chúng ta sẽ có những cái cách sau đây. Đầu tiên đó là các bạn tẩy da chết hoặc là peel da. Tẩy da chết thì chắc là nhiều chị đã biết rồi, đó là chúng ta sử dụng những cái sản phẩm vật lý hoặc là hóa học, chúng ta bôi lên da và sau đó để lấy đi những cái sắc tố nông ở trên bề mặt da. Thì đối với cách này các bạn sẽ lấy đi được những cái phần tế bào xỉn màu ở trên da và nó cũng hỗ trợ da mình sáng một phần hơn. Đồng thời thì khi mà da mình được bạc sần thì những chất chống oxy hóa đằng sau nó sẽ dễ dàng hấp thu và thấm sâu ở trên da hơn. Và phát triển lên của cái việc tẩy tế bào chết đó là có phương pháp peel da. Thì phương pháp peel da là một cái phương pháp chúng ta dùng những cái hoạt chất giống như tẩy tế bào chết nhưng mà nó ở mức độ mạnh hơn, chẳng hạn như là AHA này, BHA này, retinol này, TCA, chúng ta bôi lên da và sau đó thì da của chúng ta nó sẽ lột đi cái lớp sần mỏng ở trên da và khiến cho da mình sáng, đều màu cũng như là mịn màng hơn. Bác sĩ Nguyên cũng đã có một cái video nói rất rõ về việc chuẩn bị trước, trong và sau khi peel và những cái lợi ích của peel da, thì các bạn hoàn toàn có thể xem cái video đó ở đây nha. Phương pháp peel da thì nó sẽ cho cái mức độ điều trị ở mức độ vừa phải, tuy nhiên nó sẽ lành tính hơn, nó sẽ an toàn hơn và khi mà các bạn peel nông thì cũng không mất quá nhiều thời gian để các bạn phục hồi. Phương pháp thứ hai giúp điều trị đồi mồi rất là hiệu quả đó là phương pháp dùng máy laser. Thường thì khi mà các bạn điều trị nám thì các bạn sẽ nghe đến laser, thì bây giờ điều trị đốm nâu các bạn cũng sẽ nghe một lần nữa đó là dùng laser. Khi mà các bạn muốn bắn laser thì các bạn nên đến những cái cơ sở thẩm mỹ uy tín hoặc là những cái bệnh viện có bác sĩ để người ta có thể tư vấn và điều trị chính xác trên làn da của các bạn. Và khi bắn laser thì có nhiều loại laser khác nhau, có thể là cái laser bóc tách, nghĩa là khi mà các bạn bắn lên da thì những cái đốm nâu này nó sẽ bong ra khỏi bề mặt da, làm cho da của các bạn sáng và đều màu ngay tức thì luôn. Đối với cái biện pháp này thì nó sẽ nhanh gọn, tuy nhiên nó sẽ có cái nhược điểm là cũng có thể rất là dễ bị bỏng da. Phương pháp thứ hai đó là chúng ta dùng cái laser mà chúng ta bắn không có gây tổn thương ở trên da mà chỉ làm cho những cái sắc tố melanin này nó được vỡ ra và sau đó những cái con bạch cầu sẽ đến ăn cái sắc tố này. Thì đó là phương pháp thứ hai. Thì phương pháp nào nó cũng sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm. Đối với phương pháp thứ hai này thì nó sẽ cần nhiều thời gian hơn, bắn nhiều lần hơn, tuy nhiên thì nó sẽ giảm cái nguy cơ bị bỏng da, cũng như là khi mà các bạn bắn thì không cần thời gian nghỉ dưỡng. Và bác sĩ Nguyên rất là hy vọng qua video này thì những chị ở độ tuổi trung niên đang gặp về vấn đề đồi mồi hoặc là chúng ta lo sợ rằng da của chúng ta sẽ bị đồi mồi một sớm một chiều thì chúng ta hãy xem video này và áp dụng những điều mà bác sĩ Nguyên đã chia sẻ. Nếu mà các chị thấy video này hay và hữu ích thì nhớ like cho video, subscribe cho kênh YouTube để ủng hộ bác sĩ Nguyên và nhớ xem thêm nhiều video về chăm sóc da ở tuổi trung niên ở bên tay trái và bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại.